chia tay sản phẩm xe tạch cũ chất lượng. Chào tất cả quý vị và các bạn, và tôi là xe tải. Hôm nay thì rất vui và tôi quay trở lại với các bạn với chuyên mục báo giá review sản phẩm, một sản phẩm mới về salon đặt xe tải, đó là chiếc K165 đời 2015 các bạn nhá. Giá của em nó thì đang được niêm yết tại hệ thống đặt xe tải, đó là 300 triệu. Điều hòa lót sàn đầy đủ, xe đẹp. Đây, em sẽ đi một vòng tổng quan em nó cho các bác xem nhá. Đấy, em này rất là long lanh này. Này mới về salon. Nhìn rất là chất. Ba nào có thiện chí thì điện ngay số điện thoại bên em trên màn hình các bác nhá. Đấy, còn bây giờ em sẽ đi vào chi tiết từng chỗ một cho các bác xem. Lốp mới khám dài. Sau đây em sẽ đi vào chi tiết em nó cho các bác chiêm ngưỡng các bác nhá. Đây là tất cả phần đèn này các bác này. Đèn vẫn còn rất là mới này, nhìn còn sáng và trong. Và những cái phần chắn xe này, nó liền lạc. Đấy, những phần chắn xe này nó liền lạc, nó chưa bị xước sát gì đâu. Này sơn zin khá nhiều các bác nhá. Frontier này. Em này thì là một chiếc xe tải 2,4 tấn, lưng tải đủ 2,4 tấn các bác nhá. Tải đủ 2,4 tấn. Đây, tất cả phần cột A rất là liên lạc và rất chắc chắn. Và những cái phần móng này nó không bị rúm gió, nó không bả ma tít. Thì sờ đây là không bị dày nè. Sờ đây là không bị dày và vẫn cảm giác rất là chắc chắn. Đấy, nhìn những cái phần đinh bấm sau gáy nó còn nguyên. Đây, các bác nhìn thấy không? Đây, đây những phần đinh bấm. Nghĩ phần đinh bấm còn nguyên. Bên kia các bác xem thế nhá. Em này thì khám đến tháng 6 năm 2020 cơ. Các bác chạy thoải mái luôn. Đây là phần tabi cửa này các bác này. Tất cả tabi cửa này. Đấy. Tabi rất là liền lạc nha. Đây, các bác có thể giật cái gioăng này ra. Và xem phần keo chỉ. Đây là phần keo chỉ nha. Đấy, rất là mảnh luôn, không bả ma tít tí nào. Và nếu mà keo chỉ cửa zin các bác có thể bấm vào đây. Đấy, một lúc sau là sẽ đàn hồi trở lại. Đây, nó đàn hồi rồi này. Nó đàn hồi trở lại, nó hơi ngược sáng tí nên các bác thông cảm. Đây, nó đàn hồi trở lại rồi. Đấy là một chiếc keo chỉ cửa zin. Và nó còn đẹp. Đấy là sản phẩm salon bên em thì cam kết với các bác là không đâm đụng ngập nước các bác nhá. Và bác nào thiện chí thì điện ngay xuống tại bên em trên màn hình để bên em sẽ tư vấn trực tiếp cho. Cả phần bấm lên xuống nha. Bật lên xuống rất là chắc chắn. Liền lạc, những keo này nó chưa bị bung ra này. Xem kỹ hơn thì các bác có thể giật cái răng này ra. Đây, giật cái răng này ra. Đây. Các thấy chưa? Phần đinh bấm nó còn nguyên nha. Đấy, những phần đinh bấm nó còn nguyên, không bị va chạm đâu mụn gì cả. Và những cái phần led nó còn chất. Sẽ quay phần nội thất cho các bác xem. Phần tabi cửa bên này các bạn xem thế này. Ghế được bọc da cao cấp rồi này. Ghế bọc da đẹp nha. Các bạn xem những phần đồng hồ và phần vô lăng này. Và một số nó còn rõ. Cho bác nào chụp quen số thì cần số nó còn rõ này. Và những phần điều hòa lót sàn đầy đủ hết. Phần táp lô này kế nhìn rất là hiện đại, nhìn rất là chắc chắn nhá. Đấy, cái phần này Kia K165 2015 tải đủ là 2,4 tấn các bác nhá. Giá của em nó thì đang cực kỳ hot và cực kỳ ưu đãi cho các bác đến xem xe và mua xe tại salon các bác nhá. Chỉ 300 triệu thôi. Nốp đây, nốp lạc đẹp chất. Và cái phần thùng này
thùng thùng nó tiếng tôn thế mà không bảo mang tít tí nào cả. Và các bác xem chiếc xe đẹp, có xem cái phần thành thùng này, phần đinh bấm của hãng này, phần thành thùng này, phần đinh bấm chạy dài này, đinh bấm chạy dài này, phần rõ này. Đấy, đấy là một chiếc xe mà thùng nó đẹp chất. Rồi các bác xem đến phần sàn sóng nha. Sàn sóng đây, sàn sóng thì em này rất đẹp, sàn phẳng lì luôn, phẳng đét luôn. Hôm nay về các bác chỉ được chạy thôi. Em này về chở hàng thì tuyệt vời. Và những dòng xe chạy nhíp này các bác chở những cung đường miền ngược hay miền xuôi đều được. Có thể cõm tải lên 3-4 tấn bình thường các bác nhá. Chassis nguyên nhá, phần chassis vẫn còn rất là mới. Mà những phần con ốc kia các bác có thể thấy những phần con ốc kia nó không có vết hiện tượng gọi là bị xoáy ra, xoáy vào. Tức là phần này nó còn zin, nó chưa bị động chạm gì cả. Chassis nguyên bản, không bả mắt tít, không bị dập vỡ hay là có hiện tượng nứt gì cả. Đầy đủ 1,4 tấn các bác nhá. Đây, sau đây em sẽ đi với phần thùng cho các bác. Đây là phần thùng em nói này. Đã được lót sàn inox thùng bạc. Em này về có thể chở lợn, chở lúa, gạo, trâu, chở bò cũng được. 1-2 con gì đấy. Thùng rất là chắc chắn. Xin báo giá lại em này là em K165 đời 2015 và tải đủ 2,4 tấn. Giá của em nó đang được niêm yết và ưu đãi cực mạnh cho các bác nào có thiện chí xuống xem xe, mua xe trong ngày hôm nay các bác nhá. Đó là 300 triệu. Bác nào xuống mà thiện chí thì bên em sẽ ra lọc nhiều cho. Đối với xe bên em thì giá đều niêm yết hết rồi nên các bác cực kỳ yên tâm. Nếu mà em mà treo giá cao thì cũng chả ai chú dám xuống xem xe đâu. Nên giá của em là giá niêm yết, giá chuẩn rồi. Các bác không phải bàn cãi gì nhiều và yên tâm về chất lượng. Em này thì đẹp xuất sắc rồi. Bác nào thiện chí thì điện ngay xuống thoại bên em trên màn hình các bác nhá. Và nếu bác nào mà thấy hay và mong chờ những video tiếp theo của em vào ngày mai thì ngay ngày hôm nay và ngay lúc này hãy nhấn vào nút đăng ký vào biểu tượng cái chuông ở bên dưới để là người nhận được những video hay nhất và sớm nhất từ bên em các bác nhá. Và chúc các bác ngày làm việc vui vẻ và hiệu quả. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bác trong các clip tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại. Hello, xin chào tất cả các bạn và chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Đạt Xe Tải. Và bên Đạt Xe Tải thì bên mình sẽ luôn luôn cung cấp những dòng xe từ 8 tạ, đằng kia là 8 tạ này, cho tới là 5 tạ, 8 tạ, cho tới là 1,25 tấn, 1,4 tấn, 1,9 tấn. Như dòng K190 hoặc là những cái dòng tải trọng đủ như 2,4 tấn, K165 và những cái dòng xe là K3000. Thì nếu cô chú bác anh chị và các bạn đang tìm kiếm những chiếc xe tải để kinh doanh dịch vụ kinh doanh vận tải phục vụ mục tiêu tài chính cho gia đình mình, tìm những chiếc xe cũ nhưng còn chất lượng, thì hãy alo trực tiếp cho em qua số điện thoại hiện trên màn hình, giúp em đăng ký ngay và bấm vào biểu tượng cái chuông để chọn những chiếc xe ưng ý phù hợp với gia đình mình nhất cô chú bác anh chị nhá. Đăng ký giúp em đăng ký.